Cháu thấy một em bé và em bé đang thích chơi và cháu rủ em bé đi ạ. Đi theo ạ. Em bé có theo ạ. Sau khi bắt được cháu bé đưa về đâu? Dạ, đưa về phòng trọ ạ. Thế sau đó thì đưa đi đâu? Trọ ở đâu nói rõ. Sau đó buổi sáng hôm sau 7 giờ sáng nay thì cháu đưa em bé đi về dưới Hà Nội để đi về Tuyên Quang. Đưa về là về Tuyên Quang là với cái mục đích như thế nào? Để làm gì? Mục đích vì tình cảm cá nhân thôi. Tình cảm cá nhân là quan hệ với bố cho bé hay là không ạ? Em cách đây cái tháng 2 năm ngoái thì em cũng có yêu một người Tuyên Quang và em mang cầu và em hứa là em sẽ giữ nhưng mà chẳng may em không giữ được. Thế bây giờ người yêu hỏi thì em không biết. Con đâu? Bây giờ không có. Con không giữ được nữa. Thế à, em bắt buộc em phải bắt một đứa bé bằng tuổi con mình và đến gặp người yêu và để cho bố mẹ người yêu đồng ý và để cho bọn em tổ chức. Thế nảy sinh ý định bắt một cháu bé từ được bao lâu rồi? Chưa bao lâu? Có một ngày thôi. Có một ngày. Thế lúc mà bắt cháu bé trước khi bắt cháu bé ở tại địa điểm đấy thì trước đó đến đấy mấy lần rồi? Cho đến lấy được hai lần. Một lần đầu tiên là cháu đi thể dục, còn lần thứ hai là cháu xuống đúng lúc em bé khác chơi ạ. Hai như lần trước thì đã có suy nghĩ là bắt cháu bé chưa, bắt một cháu bé nào chưa? Thế có suy nghĩ đấy từ bao giờ? Mới có một ngày. Thế lúc bắt cháu bé có suy nghĩ là đấy, thế bây giờ gia đình cháu bé đi tìm các thứ như nào không? Em có, vì sau khi sự việc xảy ra thì em cũng biết là như thế nhưng bây giờ em cũng không nói đâu. Không gì? Em cũng không đánh nhưng mà bởi vì bất đắc dĩ em đi phải làm như vậy. Thế bây giờ sau khi mà bị lực lượng công an bắt giữ đưa về đây thì cái suy nghĩ của em thế nào? Em có ân hận về hành vi của mình hay như nào không? Em ân hận lắm. Thế cái lúc mà đưa cháu bé về ấy, thì tại sao mà sáng nay, sáng 3 giờ sáng lại đưa về Tuyên Quang mà không đưa đi ban ngày, đưa đi sáng sớm thế? Không phải từ 7 giờ em mới ở phòng trọ đi rồi ạ. Không phải 3 giờ sáng? Không ạ. Thế có biết là ở trên mạng mọi người đi tìm cháu bé các thứ không? Có đọc được không? Không, bởi vì máy em không bằng mạng, em không biết. Thế sau khi đưa cháu bé về thì em chăm sóc cháu bé như thế nào? Em vẫn cho cháu ăn và tắm rửa cho cháu. Và em vẫn đi mua quần áo cho cháu và đồ chơi cho cháu ạ. Cháu có sợ không? Cháu có khóc hay như thế nào không? Sợ. Cháu rất vui ạ. Có thông tin là chị cho cháu bé uống thuốc ngủ phải không? Không ạ. Không có đâu. Không có thuốc ngủ luôn ạ. Thế chị mang về là người rất là bằng, giải thích với cái người đấy như thế nào, về cháu bé này. Đấy là người yêu em. Và thế... tối là đấy là con của mình ạ? Vâng. Thế người đấy có tin không? Không ạ. Thế có ý định là mang trao trả cháu bé hay là như nào không? Hay là quyết định giữ luôn? Không, em quyết định là bởi vì hôm nay anh người cũng nói bảo là không, cũng không phải thì em sẽ mang con về trả cho gia đình nữa. Nhưng mà chưa kịp mang trả hả hay như nào? Vâng, em chưa kịp mang trả thì mọi người đã vào rồi. Lúc mọi người vào thì như nào? Mọi người đang vào thì lúc đấy em về đứa bé thì đang ngủ. Thế là công an gọi dậy à hay như nào? Vâng, các chú ý gọi dậy.